tiếp chào cái pì nọng nha. Chúc các pì nọng đầy sức khỏe bình an, may mắn tài lộc.
chào cái pin đọng nha. Em đang kêu cầu cho họ Hoàng ở dưới Thanh Sơn ngày mai đi thi tiếng Nhật. Rồi là cái khóa thi đợt trước là em cũng không được đỗ. Thì vừa rồi cũng về bản đền bản điện nhà mình đây làm lễ. Thì cũng mong rằng là khóa lễ sẽ được đắt lễ đắt tang. Và ngày hôm nay nếu Hằng đang xem trên livestream màn hình em nhỏ thì mình nên chắp tay vào để xin thầy xin thánh phù hộ cho nhé em nhé. Trời đây nghe là kỳ tiếng tinh ở đâu kêu đã khăn tan, đây nghe là kỳ tiếng đàn con nam tần vòng cận tới. Trời đang cái năm đường tệ trận gian lúc kia bắc cầu vang đời khó xò xò mưa lên thầy ở lục lan nó vàng quan lục lan đã vàng ngò cha ơi được mà nó dù tu tệ dù canh sơn đi xa làng lấy một tí xóm mà thanh sơn đã tí sao lùng tí miền nam sơn tí tình bàn quan mà kiên khâu kết phùng đôi lốc lan chiều ơi trả ơi văn phục lúc mình lùng khai công ty lùng khai công ty và cao sang Hà Nội dùng khai công ty dùng Hà Nội trả ơi lúc mình bay thi tiếng nước Nhật Bản trả ơi hư được mình thoát nó sẽ đẩy thông thân trừ văn công thì đây sang ngày mai làm địa bài thì được người tươi được tốt đây cha ơi vào phòng thi ở lúc mình nô tu thế đẩy ăn do rừng tan đẩy mát rừng tê na hư ai nào khẩu may rừng can na ở ai nào đây khâu dép người ai nào khâu dép cùng trăng sông ai nào khâu mày cũng là vô hạo nhằng mi đã thấy khen tự lộng ra mi đã cha và mở lộng cha ơi văn lăng nhằng ngày tai tiêu lo tình trăng tiêu tăng chính vì lục mà là đây phải sông bà đây phải khơi mà ngày đi chín về mười đi tới được về tốt năm bài thì được điểm cao điểm chín điểm mười trả ơi lục mình đầy vững tâm trong ngày mai được vững tâm vững chi sống thông sáng thông minh mà ngờ lực mà dù tu thế này u ám ủ mây trả ơi xếp quý khẩu hộ đa văn phục lau mi càng xế càng hồ thở xếp quý khẩu mắc tha xếp càng khảo na sạc khao tin khao bừng tha xếp càng khao tin thả bừng tha ý hương lục mình tóc tư xếp đầy ma tóc trừ tha đầy ốc cha ơi bao giàu bao ăn ở lục mình dù tu thể mi xếp cân biết mi bạn cần thương phòng thi thì gặp
gặp ông có nhân, gặp bà có đức, người trăm người giúp đỡ. Bác người đây yêu quý trời, hờ lộc mình được may được mắn đâu. Ngày mai làm bài thì được là điểm cao, điểm 9, điểm 10. Đi 9 lá về 10, đi tươi về tốt. Thì được đâu được đạt. Bay lao động xuất cầu dù khai nước ngoài, dù cái nước Nhật Bản cha ơi, vì lộc mình dù tu thế, vì cuộc sống trần gian ngày vất vả. Làm công ở Việt Nam thì công chẳng được tặng cao, vì quốc sông còn nghèo còn khó lỗ cha ơi, chưa được đủ đầy đầy đủ. Căn nhà thì còn nhỏ, ngõ thì còn hẹp, còn đói xưa cha nay khát xưa mẹ, ước ao được đi xuất khẩu lao động đi nước Nhật Bản. Lại khao lại nắm lại sen để thay đổi cuộc sống hàng ngày cha ơi. Dù tu thế chính đầy tung ban nô, dù trùng trần gian chính đầy tung ban. Hờ lộc mân đầy chúng tuyển đi lao động nước ngoài, 3-4 năm sau cuộc sống thay đổi, được giàu đồng ngân đồng xuyên, quốc sống thay đổi ở trần gian, bớt cái khổ bớt đi cái nghèo. Trời quốc sống mỗi ngày một đi lên, gia đình được hạnh phúc, con cái được chăm ngoan học giỏi. Trong họ bàng quan lốc đa la bàng họ bà la mệnh ta là mười niên tình là đánh mê ơn. Dù tu kề lốc mình văn xưa, cung tóc xem sạp là xem xài lắm lắm đâu. Dù tu thế khổ thân, dù trần gian khổ quả, cho nên nó đi xuất khẩu lao động dù tỷ nước Nhật Bản. Trời bao gia bao an lúc mình đây sơ nguyện như ý sơ cầu được vạn ban. Đầy hồn dung trần gian đầy hôn nhỉ, trả ơi ta khai lông mà nhất âm nhất dương, chính là linh chính là cả nàng. Các số nhang cắt mơ thổ công linh ông thổ tỷ, nàng táo phu tần quân nọ chiêu giang. Cắt mơ yêu ông bà sa tiên tiên tổ tổ tiên. Khai các có khai kê các nhà tạo luôn chiêu họ, cất mơ than linh các vị chỗ thay qua là nàng quần sang. Chân thiên na chân phù chiêu văn phúc lục lu họ vàng quan, bay lùng khai Hà Nội thì tiếng Nhật Bản hờ lục mình đi.
đi tươi về tốt đi 9 về 10 làm bài thì được điểm cao, được trúng tuyển đi lao động xuất khẩu nước ngoài, xin ông bà gia tiên tiền tổ phù hộ là độ trì. Lại một thân sân đã đi sang bao giàu bao an phú hồ hở lốc mân nuôi các có cà phê kề nhà tao luôn ngó nồng quan nô vàng quan khen tớ lộng xa và mờ lộng đại cao nhất âm nhất dương đâu à hào tô đình pháp đối pháp pháp sầm sơn thầy đôi thầy sơn ngồi mà cả ba ma đầy đình mình cả ba bình đầy áo ơi trả ơi bao giờ bao an nở lục mần đồ tu thế đầy hôn dù dù trần gian đầy hôn đi mình văn phục to rung sạch thì mà tọc từ ta đây ọc dù tu thể đây la hồn dung đi 9 về 10 được đi tươi về tốt trời nắng su tan ngồi hình dù linh nhắn ngồi bóng được bọc tu tu thế nhờ và rút trần gian đầy như bóng lâu kiều nhàng kéo thay đỡ nhời hư lục lan nó vàng quan lục lan chiếu hồ biến phép nặng dù đi nhắn chung bằng nhằng a biến phép ở lớp văn a dù tu thể thân sẽ đáy thồng bình thân chữ văn công đầy thông sáng khó vang quan dù tu trị trần chim dù trần gian thân văn sứ khao nắm bò hết bên ngân sen lộc lan hồ vàng quan bố la hết quỷ văn con lộc mình nhăn khay lầy tại cha nhăn khay nà tại mau thấy hình đôi so di cung đôi mảnh trả nợ tào quan dài oan nghiệp chương trai dù hơi than du linh á bao sao bao an ở lúc mình tước phang này hậu khỏi rồi phang này ảo đây lý bồ đầy đất phang phang bồ đầy đất lý cha ơi lý bồ đầy tộc tang phang bồ đầy tộc lo lê bồ đầy lọt tang pang bồ đầy lọt lò lê bồ đầy thuộc lùm bượng bần pang bồ đầy thuộc lùm bượng pha nhờ bao giờ bao an nửa lúc mình dù tu thế đầy đặt pang dù trần gian đắt lê từ nay à ha bay ná qua phố cười hẹn thử lùng xa phả mưa lùng hung hơ lộc mình đây chung tuyển à thì đâu chung tuyển để lao động nước ngoài làm bài thì được điểm 9 điểm mà 10 hơ lộc mình đi 9 về 10 thì tươi được về tốt bò hư phi đít khẩu xăm bò hư phi đâm hầm khẩu chót nha trai nàng rũ thàn biến phép du linh biến phù
Tepi dip ốc tùng biển va, Tepi đắm hầm ốc tùng na biển bóc. Na hư pi dip khâu xăm, na hư pi đắm hầm khâu chót. Hờ lộc mình dư tư thế đầy an, dư trần gian đầy hào. Họ vàng quan lốc lù la vàng họ dù tư thế đầy hồn dung dù trần gian hôn hi bao già bao an á hờ lúc mình na đầy tóc sen xả qua đai na đầy tóc sen xài qua ân tâm anh em họ hàng dù trần gian vui vẻ lần này đi thi được điểm cao được trúng tuyển lao động xuất khẩu nước ngoài trả ơi để đi kiếm đồng ngân đồng xuyên để thay đổi cuộc sống hàng ngày hàng năm lang thang để ngày sau con có tiền được xây nhà cao cửa rộng con có tiền mua xe máy đẹp mà được đi cho cuộc sống con được vui tươi là vui vẻ hàng ngày hàng năm là hàng tháng vợ chồng con mỗi ngày được thương yêu nhau hơn trước là hơn xưa tình cảm của vợ chồng mỗi ngày được ấy à hơn xưa được là hơn trước dù tư thể nhớ ơn lắm lắm nhớ ơn là lại quá lộc bọc rằng mi lắng tạ ơn con và rằng mi lắng tạ thầy trả ơi văn này lộc dù ban thản kiều thay vạn đỡ nhời hồi lộc lán no vàng quan lộc lán chiều họ trả ơi lộc áo tham ấn bài lạy này bài là khẩu ta ơn thay thầy lộc bọc họ vàng quan thầy lộc bọc chiếu họ cha ơi ất bài này lộc heo bài từng tung nhì bài này con làm bài bông từng nhà tam bài này bài khẩu tha cha ơi đánh hai chữ đại xá cho con nó vàng quan cho con la chiêu họ nhật bài này thì con cầu gia nội bình an nhì bài này con cầu gia nội vãng thai tam bài này con cầu ngày mai con được vào phòng thi được thông minh thông sang ngày mai con được đi 9 về 10 tư được bị tu con được mày được mặn do nhà thầy bạn cho nhờ nhà thầy bạn cho lâu cha mình đây giàu sang phú quý lúc mình ha mà từng đợt.
ơn thọ đèo Mỹ Bang khao ta quan. Cha ơi nó theo con theo đó chữ mi còn ngoan chữ có pháp nhang bang càng nhang on. Cha ơi tư xét nhờ đợi cha cứ tha xuống nơi thầy. Văn thư xê cơ lưu kiểu đại trong ăn văn thư tha con đồng trọn tôi. Cơ lưu kiểu dù tu thế đại thông minh trần gian khôn thầy. Đầy đắn cam bồng mùa xuân nay vui tâm kinh na mạc mít này thơm quá cha ơi nhà kinh tươi keo tươi thương hồn dung kinh năm xà đầy hồn chúc đơn thầy tạm cáo hồn dung dư lâu cung nay là vui về nhắn bay bạn kiều dân văn văn nhắn bay đường kiều dân. Này bắc khó vàng bằng khẩu xa từ lúc bỏ khổ vang toàn từ lúc bỏ và chiều hồ dù lặng lay một là thì son thanh sơn là thì xa hữu lũng thì miền lang sơn thì tình Việt Nam thì quốc. Chà ơi giờ này châu trong chát thầy rơi thưa trắng cười đầy hôn cầm cây dâu thầy chân đều kẻ cầm trên nặng đòn đưa tiên nam sật nữ hầu hạ chỉ tiên môi xa là hầu văn hầu thầy cần tám ca nghỉ chân hầu thầy ông khẩn lậu cũng nghỉ mệt đều kẻ xin phép thầy nghỉ chân con nam xin phép các thầy ông cất tiên đàn lành thân mi. Xem năm nay chị có lộc lá gì không, Yến Nhi. Vâng, em xin lỗi chị nhá. Lúc nãy là em đang kêu cầu cho con họ Hoàng để ngày mai em nó đi thi tiếng nước Nhật Bản. Đấy, đợt trước là thi không đỗ rồi, cho nên là rất là lo lắng. Ngày mai vào phòng thi thì sợ là không giữ được bình tĩnh, cho nên là hôm nay phải xin kêu lên nhà thầy, nhà quan, nhà tướng để phù hộ cho em, thì ngày mai em được đi thi cho được cái tâm cái trí được vững vàng. Thì xin mọi người thả tim thả like cho em nhiều nhiều một chút để chúc mừng cho em ngày mai được vào phòng thi là tâm trí là vững vàng đấy. Để vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chị Yến Nhi à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Di Đà Phật. Đang lo lắng việc gì đấy chị ơi? Tiền vẫn có đây, thu nhập cứ đều đều thế này, lộc đông lộc tây hết này. Đang lo lắng điều chi đây? Không lo nhá, từ giờ đến tháng 5 lộc đông lộc tây này, có quý nhân phù trợ, đi tươi được về tốt, đi chín về 10, có người yêu rất là yêu chị
vừa rồi lại vừa bỏ một anh chàng đẹp trai, nhưng mà lại có anh chàng này đến để cò cứ nghe. Nhưng mà anh chàng này lại vẫn còn giống như kiểu là anh yêu em đến nay chưa có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng em không muốn anh phải bận lòng thêm nữa, vì anh còn bận mối gia đình. Vì ông này ông đã có gia đình rồi, nhưng mà ông này ông mất cả hai tay. Vừa rồi chị lại vừa chia tay người yêu phải không? Cứ yên tâm nhé, lộc tài từ giờ đến cuối năm là lộc cứ vô biên, vô số hàng hà. Chúc cho mọi người ai ai cũng được mạnh khỏe bình an, trần gian được khang thai, cao lộc đẩy má câu dài tèo lại ơi. Khi ba chị ơi dù tu tể con kéo mi lại, khôn ngoan là mi lắm. Chúc kỳ nòng em dù tu thế mi lộc mi dài mi ngân mi duyên. À sao Hoàng, ok hôm nay hôm nay hữu duyên nhỉ. Xem cho em với em đọc ngày tháng năm sinh lên đi. Em tên là gì, bi danh chẳng biết là gì, được bao nhiêu tuổi ngày tháng năm sinh. Chẳng có thì chỉ biết soi xét vào đâu. Sao Hoàng? Chú Dương, cảm ơn chú Dương nhé. Sao Hoàng ơi, thử chị à? Ừ, Lâm Thủy Lâm. Rồi, Hữu Duyên. Rồi. Em cho ngày tháng năm sinh đi. Không như thế này thì biết soi xét vào đâu nhỉ? Lâm Thủy Lâm. Nhanh lên, không máy hết pin bây giờ lại sập nguồn. Không được thử nhé. Mùng 1 à? Ngày âm hay ngày dương? Không xem ngày dương nhé, chỉ xem ngày âm thôi, không xem ngày dương đâu nhé. Mùng 1 thì cái ngày là ngày ly xào, ngày ly tán. Nếu mà cha mẹ không ly tán, cha mẹ mà không bỏ nhau hoặc chết sớm trước 60, 69 thì chính em sẽ phải phân ly vợ chồng, và sẽ phải phân ly rất nhiều tiền của đấy nhá. Đấy, cái ngày mùng 1 giờ rất là nặng. Ngày mùng 1 này, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 19, ngày 25, 5 cái ngày này nếu ai sinh phạm vào những ngày này thì đều bị như thế cả nhá. Và Si Đạo Phật. C-
công việc làm ăn đầu năm thì đến giờ này là cũng chưa chưa cảm thấy thuận lợi lắm đâu. Nói chung là lúc thì ốm, lúc thì đau. Đau mỏi hai bên vai gáy. Thỉnh thoảng cảm thấy tức ngực, khó thở. Sang tháng 4, tháng 5, tháng 6 có lộc, có tài, có ngân, có xuyến nhé. Từ đầu năm đến giờ nhiều chuyện quá, nhiều việc quá. Sao không đi làm lễ dâng sao giải hạn 3 tháng đầu năm? Tháng 6 có lộc có tài, nhưng mà cái tháng 7 thì lại khó khăn lắm. Nói chung là trong gia đạo có nhiều việc không được vui lắm nhé, không được tươi được tốt cho lắm đâu. Đây này. Cải cung ngày mùng 1 này là phải cải ngày sinh nhé. Nếu không cải ngày sinh là cái ngày này khó giữ được tính mạng đến 60-69 lắm, mà khó giữ được vợ được chồng, khó giữ được tiền của, tiền tài nhé. Sa đạo bên nội hay bên ngoại? Em ở bên nào, em ở bên nào thì trong cái gia đình đấy nhé. Lâm Thủy Lâm, tháng 3 Ất, Ất mà sinh tháng 3, sinh mấy giờ đây? Xem có phạm giờ bị đánh, bị đập không? Chữ Ất mà sinh vào tháng 3 cô thần quả tú nhé. Cái số này phải tu nhiều lắm. Cắt cầu của thần quả tú đi trả nợ tào quan, về cái câu cầu của thần quả tú này có thể chết, sát chết chồng, sát chết vợ. Đàn ông này sát chết vợ, đàn bà có thể sát chết chồng. Có người thì cái phước mỏng ấy, sát một cái là nó chết luôn. Nhưng mà có người thì nó cứ cho chồng đau ốm này này. Đấy. Đau ốm bệnh tật rồi chữa dần không khỏi, rồi nó mới chết được. Chết trước 60-69 nhá. Sớm muộn thì cũng gia đình thì cũng lục đục bất hòa, không được tươi tốt cho lắm nhá. Những ngày sinh tốt này, những ngày sinh tốt là những ngày mùng 10 này, ngày 16 này, ngày 20 này, ngày 26, ngày 28. Những ngày này là đi xa xứ gặp được ngày vinh hoa phú quý, làm giàu và trở nên phát đạt. Còn những ngày xấu ấy là ngày mùng 1 này, ngày mùng 7 này, ngày 13, ngày 19, ngày 25, năm ngay ngày này rất xấu nhé.
Thôi nhá. Xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người được bình an.